cho sân khấu của chúng ta thêm phần sôi động, chúng ta hãy cùng đến với phần thi thứ ba, tiếng hát cán bộ dân văn thôn, ca khúc Hát về cây lúa hôm nay, sáng tác Hoàng Văn, với phần trình bày của đồng chí Lê Quang Tự, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đoàn Kết, cùng với khúc Múa Phủ Hoàng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón tiết mục dự thi của thôn Đoàn Kết.
Đường ơi.